Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm blog. Cách làm cái câu hỏi tab tìm công ty, thông tin công ty và số nhân viên và doanh thu của công ty. Nó có một câu hỏi, nó có 3 phần. Là bước 1 là Glassdoor nè. Bước 2 là làm ở trên Oler. Bước có 2 phần nè. Bước 1 là Glassdoor. Rồi nó hỏi tìm cái địa chỉ, có tìm thấy địa chỉ của cái trang Glassdoor mà của cái công ty tên là này, của cái công ty đó không? Thì nếu có thì chọn Yes, còn không tìm thấy thì chọn No. Rồi nó hỏi copy and paste company profile. Company profile là cái gì đây? Đây là tiếp là company profile owner. Thường là mấy cái link mà có của nó là nó để chữ working app rồi tên công ty, tên của cái công ty Netcare Ocean nè. Các bạn xem là top thành phố với lại bang là được, Mesa của Arizona, Mesa nè, Arizona nè, Netcare Ocean nè. Rồi rồi các bạn tìm thấy thì các bạn copy. Ở đây nó hỏi là có bao nhiêu thu, doanh thu là bao nhiêu á, thì các bạn tìm cái doanh thu nè, revenue nè, 50, 100 triệu đô. Số nhân viên 500, 1000 người. He had worked at less than the one to provide yet. Had worked at that. Had worked at that là giống rồi. All the